cộng này nó có signal ở đây đây mặt cạnh đây nào signal này là đây là dùng dùng trùng tường rồi là mình không thấy thì mình thấy cái đá signal đây thôi ha. Đá signal đây thôi rồi đá signal đây là đá cái đây thì mình kéo cái này lên kéo cầu này lên ha push cầu này lên push cầu này lên bằng cái đá đà bên đây ha nè đá đà đây nè ok mình làm gì ha push cầu này lên bằng cái đá đà đây đó à lên luôn bằng đây mình vẽ cái đà sao bằng đây luôn ha chọn lại nè push bằng mặt đà trên luôn à bằng mặt đà trên luôn mà không rồi mới copy cái cạnh này xuống m còn trơn copy xuống là 300 rồi push qua ok ha đó rồi cái đây là cái đá signal nè ở vị trí này mình quay qua đây ha ở đây ở xin đâu ngay đây nè đúng không vậy cái live tiếp qua đây mới được đó ừ, không tại vì cái cột này với cái đà riêng này là mình phải vẽ cho cái mặt này a chung cột với đà chung cột đà chung dễ rồi ha chọn này đi xoay đây đi cột với đà chung thì mình cái bí này xuống m còn trơn cái bí xuống là 200 ở chủ Z ha đó còn gì nữa ha rồi dễ lại đi qua dễ lại đi qua rồi push wow. Cái sàn nó nằm dưới đá đà đối với Sinoi thì người ta dùng sàn lật thì nó sẽ nằm dưới đá đà ha còn sàn nổi thì nằm mép trên đà đó đây ha còn cái phần mà các mình thấy kia lớn vô tường là không cần thấy nữa không cái đà ở đây 100 nè nó thường còn qua đây là chân thật cao xóa cái tròn này đi không ra lúc đầu mình tưởng mình vẽ ngay chỗ mặt trong hình cứng vô đà này còn đây nó nằm ngoài không cứng vô đà rồi đó là xong cái phần ấy giờ mình đóng chân dưới thôi chưa đá đà coi lại kiểm tra lại đá đà nếu đá đà đây thì cái kiểm tra là chiều cao 39 đúng nha kiểm tra nhớ là 39 còn đá đà đúng không d từ đây xuống đây 42 42 là cao này không nó 39 nè xuống 300 nó mới đúng ha nhìn chưa thấy nó hụt vô đây rồi bước xuống ha bước xuống 300 đó nó bằng mép dưới mới đúng ra đây có một chỗ này nó bị thiếu mà đây hụt nó hở à nó hụt hai bên nó bị hở rồi push đây luôn hôm đó nó hụt hai bên push qua hụt bước bằng cái đà này hay hơn nè mặt đà này push nè đây này nó có cái đà công son đây không đó nó không hụt được rồi tương tự bên đây ha push đó cái đà đó là 200 mà đã không son ra rồi nó phải nằm ở dưới vậy mới đúng à này push xuống 300 lại 300 cái này là sai cái đá đã có thể push xuống 100 đó do nó sai từ trong đây là nó sai hết cái kia rồi như là dễ cái vết tan qua lại con son đây thì xóa mặt này đi rồi tiếp tục revert face chỗ này để revert face để revert face để phải không đấy mà revert face rồi tiếp tục đây để cái tàu lắp vô với cái tàu đó xóa đi rồi boost này lên 100 cái này bị hụt cái đường này nó bị lỗi cái đường đó rồi cái bị cạnh này hết em mà còn cho cái bị lên 100 em mà còn cho cái bị xét 100
rồi trong bạn này bút qua đấy đúng rồi các bạn ok hay đó gì cái đúng à. Khi mình thấy cái đài này có 300 rồi vẽ thứ ba cái mặt vẽ cái mặt vô luôn à, cái lắm hay lỗi gì cái mặt đó thì mình xử lý là hơi mất công tí xíu rồi sáng đi ha ok rồi mình vẽ cái tấm chân cao thì mình vẽ một cái miếng chữ nhật con bằng cái đá đà, đây là vẽ cái tăng đây từ mét này vào đây. Đó. Rồi mình bước lên là 30 rồi là trên cao chỉ có 9 ly à với xương thì lên 30 à, đây mình để cho 30 luôn rồi. Rồi mình group lại cái này ha mình group lại ok rồi tương tự vậy mình thấy tăng đây bằng cái đáy đà làm cái chân rồi từ mép này trước ha rồi ở đây qua tới mé cái này luôn đó cạnh hộp thì mua vô luôn nhưng mà mua vô chút này màu xanh làm trong này cạnh này mua vô rồi để boost lên 30 mươi, 30 mươi, ba lần nhắc tiếp, rồi kiểm tra lại cái thông báo chính nha. Là nhớ là cái trường trong nhà cũng 39 luôn đúng không? Ấn T zoom để thấy hết cái đường này. Đó, T từ đây nè, xuống đây, 42 độ không đúng hay không? Mua xuống 300 ha, mua xuống 300, đó, nó bằng đá đà thôi, cái bằng mặt ngoài này thấy không? Ok, hay đó ha, thấy nè, đà này chưa có nè. Chứ vậy là ngang đây. Là ngang đây mình đo thử T. Từ đây xuống đây 42 đó thì bản thân bị sai. Xem là mặt cắt ha. Đây T nè DI. Từ đây nè không? Nghe không xuống đây nè. Nó là báo 9 nè. Đây đáy chừng là báo 9. Đây 42 là sai tên nó cũng là sai ha cái đó vô sửa lại cái này rồi mua xuống 300 mua hiệu Z 300 bút xuống thôi. Rồi hai con này không ngay. Hai con này mình kiểm tra và biết là nó sai một cái gì đó. Nó hai con này không ngay được không? Rồi cứ để đây ha. Bước vào tiếp. Con này hay ngay không? Con này ngay nè không? Rồi tiếp. Con này ngay ha. Này tiêu cốt. Tiếp nên thân dòng này sai dòng này cao bằng dòng kia thôi rồi chính là cái cục này có một bên nó bị sai
mình không biết bên nào, mình cho thử coi nha. T từ đây đến đây 2m4, T từ đây 2m5, thấy từ đây T 2m5, rồi còn 2m4 là sai nè. Mất từ nào, mất rưỡi, bốn này đang chậm thôi, push, chậm, rồi bên này đồ hai, push, chậm, từ bên ngoài, push, chậm, đấy, đúng ha. Rồi từ lệnh 50 thì đã bằng rồi. Rồi lệnh 2 ra Edit lệnh 2 Plus trừ. Rồi cái phần sau này, phần sau này cũng có cái đổ cái sàn đổ dùng nước. Sàn đổ nước thì ở đây là không có giếng trời. Mình coi lại cái mặt cắt tiếp. Ừ, đây diễn nó lòi ra 500 này ha. Cái xin lên này 500 500 rồi tổng cộng thì là mét 2 luôn cái đà kia. Hay để ông đứng thấy không? Sàn. Rồi ok mình làm cái sàn ha. Cái ok đà ở đây chạy qua tới cột này. Rồi sau đó cứ bị ra 200. Rồi boost qua. Cắm vô đây. Đây. Đây người ta đổi sàn âm là dương nếu âm là dương luôn á, ta xin đổi mấy âm thôi. Mình mua cái này xuống thì dễ thấy, quan sát mua cái này nè, mà mua nó nằm dưới đây, handball này xuống handball này, đó xin đổi nó chạy gì rồi. Người ta là console đi ra 200 nha, không phải 100 như này, một console là 200 thì nhỏ chắc không nên nói. Like thôi, like từ đây qua đây, qua đây, vô, qua đây, liền theo hết, hấu này lắp mua vô lại, đó. Rồi, mua lại chỗ này bị sai nè. Mà vô đây rồi bước xuống, bước xuống là 300 push đó, rồi tự nhiên là được, mấy cái khác không được. Rồi vô cái này ha, rồi tiếp tục để cái line ngắt ở đây lên push vô cái này rồi tiếp rồi cái line push tiếp đó là cái máng xin lỗi để nó mưa nó chảy vô ok. Ồ, mặt này méo rồi. Còn cái này em mờ mu đó, nghe gì cũng được. Rồi, đây là cái signal thôi. Nhưng rút nhá. Rồi, đây là mặt sàn trên. Mặt sàn trên thì cũng bị cái này ra. Em mờ còn cơ cũng bị xuống 100. Cái này push đó, còn để đồng nước ha, đồng nước trên đây thì hệ thống chừng sau cái máy ton, cái ton này đã đường nữa chắc chắn là xây rồi thì mà cắt nó xây nè, đấy cắt nó xây nè, xây cái viền ngoài lên cao lên 1200 được, tính từ đây ra lên 1200
Hay là bên hông quá. À, đây là ngày 2 nè. Bây giờ bên 900, từ đây đến đây nè, 900. Nó chỉ tới đàn ở ngày 2, cái này là ngày 2. Push. Đấy, nó lên nhìn. Đúng. Nó che hết cái máy to của mình. Rồi, nó là xong cái phần tường. Bây giờ là mình vô dạy trực tiếp máy to, cửa sổ, bông sắt. Rồi tiếp theo mình vẽ từng máy ha, máy. Rồi kiểm tra lại cái đàn này nó bị sai. Mình boost cái đàn này xuống ha. Đầu tiên là boost mặt đá trước. Đi đâu vào đây ha. Boost xuống 300. Đấy. Rồi đi lên. Boost mặt trên xuống. Boost 300. Đó, nhìn xuống đó ha. Rồi kiểm tra lại mặt cắt hay những cái đà này ha, là ngàn đó là cái máy thì dốc từ phía trước ra phía sau nhà vô cái xeno này ha. Và máy thì rõ ràng lõm ở đây ha. Cái máy này là thẳng tới đây là đó. Nếu mà thẳng tới đó hết thì có nghĩa là đúng rồi, vậy tới đây thẳng tới đây hết ha. Rồi chính xác. Còn đây thì mở control copy từ endpoint này tới endpoint này, copy vô tiếp 100, bước qua bên nét này luôn ha. Đấy rồi mới copy xuống 150, mở control copy xuống 150, 150 đó, 150 là chỗ này đó, rồi ra đây. Rồi, cái này thì dàn trăm ha. Nhưng mà còn trơm xuống trăm. Đúng không? Rồi kiểm tra lại nè. Đây mình thấy cái này thấy 100. Từ đây xuống nè. À 60 là 100. Từ đây là 90 ha. Rồi nhìn mu lên 40. Đó, rồi push ra 300. Tại vì DI từ đây này nè, mình tổng cộng là 400, còn từ đây tới đây là 200 ha. Đó. Đây lò ra hỏi tường 100 nè. À, đúng không? Đó, cái gì đó ha. Cái tường nhập là lương nó che cái máy to lại. Rồi, xong phần lương. Rồi máy ton thì giờ ở đây nó sẽ lên 100. Nó sẽ lên khoảng 100 nè, đây để y. Và đương nhiên nó xuyên theo ha. Nó 100 ha. Đây CG là mép trong. Cái phía về phía sino ha. Đây. Chỗ này nè, sẽ lên 100. Mở còn chưa qua 200 đó. Rồi boost lên. Ồ. Mình không ăn với nhau. Mình mở còn chưa có đi qua 100. Rồi mặt này. Ồ, mang với nhau lại. Mang như hình vẽ trên cạnh này. Tiếp tao. Từ đây qua đây nè. 100. 700. Rồi boost. Đó, cái G này nó to nó ghét với mình. Đây là cái cột thì không có tường này. Cái này là hai cái tường này. Push qua. Đấy. Giờ vậy là máy to mình nằm qua đây ha, đi từ đây qua đây nè, khoảng chừng là 200. Mà nằm như đá cho góc này ha, hình như vẽ một cái đường xéo ra, đây xéo ha, dưới cái mép chỗ đàn L nè.
Đó, giờ đưa đây đây. Xuống cho tới này. Cái này là mép tường. Mép tường cái đó là mình phải giống đây lên. À, giống đây lên. Đây lên. Cũng gần trăm luôn. À. Rồi dễ bên vai. Rồi để xuống. Đó. Như cái bằng mép đó đó ha. Rồi ngược lại. Đó, này mình quên dễ đường chi trước hả, mình canh nó khó. Em không được đường xiên của nó đó. Đó, đường xiên nó thật sự không vậy ha. Rồi, xóa đường này đi. Xóa đường này đi. Đó, cũng phải nằm cái chút này. Rồi, xóa đường ra đi ha. Đi tiếp. Đi. Coi lọt lòng nó là nhiêu. Đây ha, T từ đây tới đây nè, từ đây nè, tới lọt lòng ở đây 48 ha, chỗ này, copy qua M còn trơn. Chụp màu xanh lá ha, nhớ không chế chụp xanh lá, 4800. Đấy. Rồi dãy cái like qua, để nói cái này. Đây ha, dãy cái like. Từ endpoint cho đây. Không, qua endpoint này. Đấy. Rồi tiếp tục. Dùm stand. Rồi giải line từ đây. Endpoint này. Qua endpoint này. Đấy, giờ mình vào cái mặt ha. Rồi boost lên thôi. Độ dày của ton. À, mình không có boost mà mình làm cái sóng ton luôn. Sóng ton thì nó có một cái login để làm sóng ton này. Thì mình phải cài login ha. Bằng cách là vô extension install extension manager rồi install extension ở trên đây là plugin script này. Mình chọn là 1001 bistro ha, open nó ra rồi như thôi tắt nó đi, tắt này đi được chưa, đó vô đó ha, đó vô tắt đi thôi. Đây đây thành công cụ của 1001 bistro ha. Rồi, ở đây nó có chức năng là method này không? Create method deck from select file. À, thì cái file đang chọn nè. Bấm vô đây. À, nó hiện ra cái hình method. Thì mặc định mình để cái sóng y nguyên của nó luôn. À, để cái theo cái bước sóng đó luôn. À. Mình chỉ read method deck thôi. Được rồi. Rồi, mình kéo điểm. Nó kéo, nó gọi là bit một bon là điểm bắt đầu. À, điểm bắt đầu. Nó có thể là ngay đây. À, đây nó bị che rồi, à, mình đi qua đây đây, bắt đầu điểm ở đây ha, à, mình kéo nó dọc theo chiều dài của nó, à, cho tới cái điểm ở đây luôn, đó quay lên, quay lên, quay lên ha, đó, tới cái điểm trong đây luôn ha, đó, rồi, ok thôi vậy thôi ha, đường kéo vậy thôi, xin biết tên anh, ha, một tạm nó to, ha. À. Ừ. Ok ha. Rất là tiện lợi. Dựa vào mặt phẳng tạo thành to hơn. Rồi, mình đổi màu để cho phân biệt nó ra. Đổi màu. À, nên nhớ nha, tất cả các tường của mình á, nó không có màu nha, nó màu rỗng như này. Thành ra mình phải tô màu nó là một tô màu một màu trắng ha, ví dụ mình chọn hết nè. Chọn hết. Rồi mình bấm vô cái bình sơn này, nó là bed bucket đó. Mình chọn một cái màu. Nào, color nè. Ví dụ mình chọn màu trắng, màu xám đó. Trắng nè, đây là mấy màu trắng này không? Màu xám tí xíu thì mình sơn này màu xám đó. Máy to nó thì thường mình chọn màu xanh, đúng không? Đây không có xanh đúng lắm, à, mình cứ chọn thôi. À, nó là xanh ngọc này. Đây ha. Đó. Rồi, đó là xong phần máy ton. À, thực ra nếu mà vẽ kỹ nó cũng có sờ gồ đó. Đây, cái sờ gồ nó nè. Sờ gồ nó là DI, mình đo coi cái thứ bao nhiêu. 4x48, sờ gồ 48 à. Ồ, ngày này vẽ cũng không chính xác ha. T
từ Sài Gòn không phải 48 mà phải là 50 hoặc 62, tại vì bước cột nó xa quá, 48 mới là dễ bị tổng. Đi từ đây tới đây bước rồi 900 thì đúng rồi, nhưng mà có điều Sài Gòn nhỏ quá, thường là người ta sẽ xài sắt C chứ không xài sắt hộp. Lý do là sắt hộp thì nó xét từ bên trong ấy, mình sẽ không kiểm tra được. Sắt C thì nó dày hơn và nó lộ ra ngoài, là mình dễ xử lý cái điểm xét hơn. Green Academy 한국에서 나온 학원.